Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào bà con ngư dân khắp cả nước. Bên em chuyên cung cấp máy bộ đàm, máy định vị, máy dò cá, máy y cơm, máy nhận dạng AIS, phao nhận dạng AIS và tất cả các linh phụ kiện của ngành điện tử hàng hải. Bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0948909941 hoặc bà con kết nối Facebook Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Bên em sẽ ship cho bà con mọi miền Tổ quốc với phương châm giá tốt nhất và cạnh tranh nhất có thể. Cảm ơn bà con ngư dân đã ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn. Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc kính chào tất cả bà con nha. Trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách khử nhiễu trên máy dò hành test HE61C. Thì mình nói tổng quát ở đây là ta có thể mà khử nhiễu vô các cái máy dò khác, hoặc là bọt khí này, tín hiệu điện, hoặc là máy tàu gây ga, giúp cho cái mức độ nhiễu trên màn hình đó là thấp nhất luôn. Dạ, cách thực hiện như sau. Chúng ta vào trang menu nè. Rồi, ấn giữ nút menu, đi vào trang menu thứ hai. Bây giờ mình sẽ chọn xuống dòng cài đặt khác. Đây, rồi mình bấm cái phím con chỏ di chuyển qua. Nó hiển thị lên cái bảng thông tin khác nè. Bây giờ chúng ta di chuyển xuống cái dòng khử nhiễu. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 chế độ chọn. Một á là thấp, cao đó, hoặc tắt đi. Đó. Thì ở đây chúng ta tùy theo tín hiệu nhiễu trên máy nha. Dù tín hiệu nhiễu nó quá cao thì chúng ta sẽ chỉnh theo chế độ cao, nó sẽ nhận khử được cái tín hiệu tốt nhất đó. Bây giờ tín hiệu nhiễu ít thì chúng ta sẽ chỉnh là thấp, nó vậy thôi. Còn khi mà máy không bị nhiễu, chúng ta không cần dùng đến, thì chúng ta sẽ di chuyển qua tắt đó, như vậy thôi. Thì bà con mình có thể tham khảo và sử dụng thử nha. Nếu như tín hiệu nhiễu nó quá cao, tín hiệu nhiễu mà cao á, màn hình nó bị nhiễu nhiều á, thì chúng ta di chuyển qua khử cao đó. Rồi bây giờ tín hiệu nhiễu nó thấp thì chúng ta sẽ di chuyển qua khử tín hiệu nhiễu thấp. Sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta bấm menu thoát ra. Đó. Vậy là ok rồi nha. Thì bà con nào mà xem video mà còn cái chỗ nào mà chưa hiểu á thì bà con hãy comment xuống bình luận cho em nha. Hoặc gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0948909941, Zalo, Facebook 0948909941 và em sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con mình nha. Bà con nào xem video mà chưa đăng ký thì ấn nút đăng ký và ấn vào cái phím chuông bên cạnh để được thông báo mỗi khi em ra video mới nhất nè. Rồi, video của em tới đây là kết thúc. Cảm ơn và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo ạ.